Vâng, em Thảo xin kính chào toàn thể quý chị và quý khách hàng. Chào mừng quý vị chị và quý hàng đã quay trở lại kênh bán hàng ô tô cũ giá rẻ em Thảo trong buổi báo giá chi tiết ngày hôm nay ạ. Và mới nhất trong ngày hôm nay, em Thảo xin phép đi giới thiệu cho chị và bạn tham khảo một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản Toyota Vios. Chiếc xe này có năm sản xuất là 2017, phiên bản số sàn, máy xăng, bản e xịn chị nhé. Bản e xịn lên rất nhiều tính năng an toàn như là phanh ABS, chống bó cứng, chống trơn trượt, xi nhan tích hợp trên gương, gương cũng chỉ điện gương cụp xe, rồi là túi khí an toàn cho cả người lái và cả người ngồi bên cạnh chị nhé. Anh chị là quan tâm yêu thích mẫu xe Toyota Vios số năm 2017, phiên bản số sàn, máy xăng, mang khối động cơ là 1.5 thì anh đại alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963 040 922, hoặc anh chị có thể đến ngay siêu thị ô tô cũ Hưng Yên, địa chỉ em có tại ngã tư phố Lôi B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm ngay trục năm cũ hướng đội xuôi về phóng chị nhé. Và anh chị là mới xem video clip lần đầu tiên thì hãy ủng hộ em cách cho em xin là đăng ký kênh, like kênh và rung chuông để thường xuyên cập nhật video mới nhất về ô tô mà hàng ngày em Thảo đưa lên ạ. Một mẫu xe Toyota Vios xuất năm 2017, phiên bản số sàn, máy xăng, mang khối động cơ là 1.5. Em mang trên mình sơn xi màu vàng cát và em đeo biển số xe là 89A11172. Xe cực kỳ là đẹp nha chị nhá, sơn xi thì không có một chút gọi là xước sát hay bóc chóc gì cả. Xe siêu đẹp luôn, chủ xe đã ốp mạ chrome, bóng đèn pha này, rồi là tay lắm mở cửa, rèm mưa đầy đủ rồi. Xe còn rất là đẹp và mới nha chị nhá. Anh chị nào yêu thích thì nhanh tay liên hệ trực tiếp với em. Đó, hai cục đèn pha cũng rất là sáng bóng này, cảm biến lùi, màn hình cam lùi đầy đủ rồi ạ. Đó, sơn xi thì cực kỳ là sáng bóng nhá. Xe cực kỳ là đẹp luôn. Anh chị nào mà yêu thích thì nhanh tay alo trực tiếp cho em, hoặc đến ngay siêu thị ô tô cũng nhiên để xem xe, đi thử và lái thử anh chị nhá. Lốp xe còn khá là dày luôn ạ. Đây, anh chị xem phần lốp này, lốp còn rất là dày anh chị nhé. Gầm bệ của lốp đây ạ. Gầm bệ thì không có một chút gì gọi là hao mòn hay là mục mọt hay là xô lệch gì nhá. Xe rất là đẹp luôn. Sơn xi thì cực kỳ là sáng bóng rồi. Bây giờ em sẽ quay chị xem phần nội thất của chiếc xe đấy ạ. Nội thất của chiếc xe siêu đẹp luôn nha chị nhé. Nội thất được chủ xe bọc ghế da màu kem sữa này, trần lý nguyên bản theo xe, vô lăng ba chấu thì siêu đẹp luôn. Anh chị xem này, nếu mà xe chạy dịch vụ thì các cái phần này rất là mòn chị nhé. Tại vì mình cầm vô lăng này, rất là mòn luôn. Phím còi cực kỳ là đẹp này. Đấy ạ, đến phần tam ni, tam ni cánh cửa này. Đó, keo chỉ đây anh chị nhé. Với mức giá bên em đang chào bán với chiếc xe này chỉ có 375 triệu đồng, giá trên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho chị nhé. 375 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2017, phiên bản số sàn, máy xăng, bản e xịn thì rất nhiều tính năng an toàn cho anh chị. Cốp của dòng Vios này thì cực kỳ là rộng rãi luôn, tha hồ cho anh chị chở đồ. Đó, đi du lịch thì không bao giờ phải lo cốp chặt nhá. Lốp sơ cua thì như mới luôn anh chị này. Đó, lốp sơ cua còn rất là mới nha chị nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Tiến đến phần máng nước đây ạ, máng nước bên lái nhá, rồi ốc của lắp cabo này. Keo chỉ nhưng xe còn cực kỳ là đẹp luôn. Rất là chắc chắn luôn ạ. Máng nước bên phụ đây. 375 triệu đồng. Giá trên em sẽ bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc. Anh chị nào yêu thích mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2017, phiên bản số sàn, máy xăng thì nhanh tay alo trực tiếp cho em Thảo theo số điện thoại là 0963 040 922, hoặc anh chị có đến ngay siêu thị ô tô cũng nhiên xem xe và test xe đi thử như chị nhé. Nội thất táp lô này cực kỳ là mới luôn. Bây giờ cùng em Thảo tiến vào trong, em sẽ lổ máy lên và thử mọi chức năng cho chị bạn xem nhé.
Bây giờ em sẽ nổ máy lên và thử mọi chức năng của chiếc xe này cho chị bạn tham khảo nhé. Bây giờ em sẽ nổ máy lên. Đó. Màn hình đầy đủ rồi. Siêu cực kỳ là đẹp như chị nhá. Màn hình này. Điều hòa đấy. Vô lăng cửa sổ đây chị nhá. Vô lăng siêu đẹp luôn. Còi này. Xi nhang đấy ạ. Cần gạt mưa này. Kính chỉnh điện đấy chị nhá. Mọi chức năng hoạt động của xe đều hoạt động rất là ok. Đó. Xe thì cực kỳ là đẹp ạ. To nhỏ đều điều chỉnh trên vô lăng quý vị nhé. Đây ạ. Các lưu phím nghe điện đều hiển thị hết trên vô lăng này. Xe cực kỳ là mới luôn. Bây giờ hãy cùng em tiến vào phần khoang động cơ của chiếc xe này quý vị nhé. Vâng, đây là toàn bộ phần khoang máy của chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2017, phiên bản số sàn, máy xăng, mang khối động cơ là 1.5 bản liên xịn ạ. Và con ốc chân máy còn rất là đẹp như chị nhé. Đây, chỉ xem ốc chân máy còn rất là mới thôi. Thất thì rất là tươi, sơn xi thì cực kỳ là sáng bóng, máy số thì rất là zin như chị nhé. Đó, anh chị nào yêu thích thì nhanh tay alo trực tiếp cho em. Theo số điện thoại là 0963040922 ạ. Em cam kết tuyệt đối chỉ là xe không đâm xô tai nạn, không ngập nước quý vị nhá. Máy số lỗ rất là êm luôn. Không có dấu hiệu loang dầu hay gì dầu hay rung nắp máy gì cả. Đó, cam kết tuyệt đối chị là máy số zin. Dạ vâng, vào rồi em Thảo đã quay chi tiết cho anh chị và các bạn tham khảo một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Đó là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2017, phiên bản số sàn, máy xăng, mang khối động cơ là 1.5 bản nè xịn. Và chiếc xe này bên em đang Thảo đang chào bán là 375 triệu đồng. Giá trên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc. Anh chị nào quan tâm yêu thích mẫu xe này nhanh tay alo trực tiếp cho em Thảo theo số điện thoại là 0963040922, hoặc anh chị đến ngay siêu thị ô tô Cũ Nguyên, địa chỉ em có tại ngã tư phố Lê B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm ngay trục năm cũ hướng đội xuôi về Hải Phòng chị nhé. Và anh chị nào mới xem video clip Thảo lần đầu tiên thì hãy ủng hộ em cách cho em xin được đăng ký kênh, like kênh và rung chuông để thường xuyên cập nhật video mới nhất về ô tô mà hàng ngày em Thảo đưa lên ạ. Dạ vâng, sau đây em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị quý anh chị ở video sau. Em Thảo xin chào toàn thể quý vị và quý khách hàng ạ.